Trên thị trường thì mình có rất là nhiều loại sản phẩm mà mình không biết là nên chọn lựa như thế nào để cho phù hợp với người dùng, phù hợp cho gia đình cũng giống như tủ thuốc gia đình mình ha. Thì đây là những sản phẩm của Tabam, sản xuất tại Hà Lan luôn ha. Giống như ngày xưa mình hơi gọi là hít lông não đó, thì nếu mà như xài nhiều thì ảnh hưởng đến thần kinh rất là nguy hiểm. Thì cái dòng Tabam này là sử dụng hương liệu tự nhiên, rất là tốt cho sức khỏe, mình có thể sử dụng nhiều không ảnh hưởng đến sức khỏe nghe. Ví dụ những người như bị viêm son, hoặc là những người bị về triệu chứng hô hấp đó, hay là mình lái xe, mình buồn ngủ mình cũng có thể sử dụng. Cái loại này thì chỉ có 38.000 thôi, rồi chú anh chị ha. Rồi chai tiếp theo đó, cái này là hộp dầu cù là 10g nha, cái này là 55.000, là giống như dầu cù là ngày xưa mình gài nhẹ cái thôi đó, là do mà sẽ nhẹ xíu là ra. Rồi cái dòng tiếp theo đó, nó cũng giống như cái dầu cù là loại nhỏ này, cái loại này là 25g ha, giá của nó là 105.000. Cái này cũng là loại ấm, thì nếu mà gia đình mình xài thì nên chọn cái loại này đó, mình sẽ sử dụng được nhiều và giá thành tiết kiệm hơn. Loại này là loại ấm cô chú ha. Còn loại mà dành cho người có làn da mỏng hoặc là như trẻ em, mình có thể là xài cái loại nhẹ này, nó rẻ hơn một xíu, nó cũng là 25, nó là 25g và giá tiền nó là 95.000. Còn cái dòng mạnh hơn á, nó là 105.000. Cô chú anh chị thấy nè, nó màu trắng ha. Đó, dòng này màu trắng là nhẹ hơn. Rồi đây là những dòng như dầu cù là ngày xưa. Rồi tiếp theo là cái dòng dầu nước, giống như dầu xanh mình hay xài á, dầu ấm, dầu nóng ha. Đây là 140.000 cô chú ha. Đó, 140.000 mình vừa chai nha. Những cái dầu này thì rất là tốt cho sức khỏe, mà nguồn gốc sản xuất tại Hà Lan luôn, mà nên là cô chú mình sẽ yên tâm hơn nhiều. Cái hãng thương hiệu Tabam này rất là nổi tiếng rồi đó, bên trong cả nhà mình thấy một cái chai rất là nhiều dầu luôn nè ha. Chai này là chai ấm ha, mình có thể sử dụng khi mà mình giữ ấm cho bụng nè, hoặc là khi mình xay tàu xe mình có thể thoa này, kiểu dầu nước 50ml nha. Rồi đây là những dòng mà cô chú anh chị mình thấy nhiều nhất. Còn những cái dòng này á, thì sau này mới có những dòng như thế này thôi, thì nó có gì khác biệt. Cái này cũng giống như chai dầu nước ha, nó là 190.000, nhưng mà nó là cái dầu lăn, nó có một cái viên bi lăn. Thì khi mà mình sử dụng á, mình sẽ không phải chấm dầu vô tay, nó sẽ bị dính tay. Cô chú anh chị mở ra nè, nó là cái viên bi ở bên trên nè ha. Đó, mình để vô tay mình lăn thì nó sẽ tiện dụng cho mình. Khi mà mình sử dụng một tay mình cũng có thể thoa dầu được và sẽ đều ha, và sẽ tiết kiệm được dầu. Rồi cái chai này là 190.000, đây là chai dầu mà mình lăn. Cô chú anh chị thấy ha, đây là 75ml dầu ha. Đây là dòng xịt cô chú ha, nó là 240.000. đó, mình xịt thì nó sẽ ra cái dạng là hơi xương. Ví dụ như mình để ngược xuống như này mình xịt vẫn được, hoặc là từ bên trên mình xịt xuống vẫn được, nó sẽ lan rất là rộng và đều và rất là nhanh đó. Cái này thì nếu mà như mình xịt ở sau lưng, hoặc là xịt vô bụng, hoặc là như mình không có người thoa cho mình đó, mình tự xịt. Và cái công nghệ của nó rất là hay. Ví dụ như ngày xưa là mình có một cái chai xịt, nó sẽ đưa cái ống xuống dưới đây, khi nào mình xịt thì nó hết ga, nhưng mà cái tinh dầu trong đây còn rất là nhiều, mình xài không hết. Nhưng mà cái công nghệ mới này á, khi mà mình xài thì nó sẽ đẩy hết dầu ra ngoài luôn, mình sẽ xài được hết chai dầu bên trong cô chú anh chị ha. Cái chai này thì Hoàng Sơn rất là thích xài, tại vì nó rất là ấm. Cái chai này thì hơi nóng nha, nó dành cho những người mà thích cái độ ấm cao. Ví dụ như mình đi xe, mình xịt sau lưng một cái hoặc sau vai một cái để mình có thể thư giãn được nè, mình ấm, giữ ấm khi mình đi đường xa nè. Hoặc là mình xịt một cái là nó sẽ rất là đều ở bụng, cô chú anh chị ha, nó xịt một cái là nó sẽ ra cái hơi xương. Cái chai này là 240.000. Và còn đây là chai xịt lạnh cô chú anh chị ha. Ví dụ giống như nó ngược lại chai xịt nóng, là khi mà mình chuẩn bị chơi thể thao mình xịt nóng để mình cơ bắp mình có thể làm nóng lên để mình có thể chơi thể thao nhanh được. Còn chai xịt lạnh là khi mà mình chơi thể thao xong mình xịt
để thư giãn cái cơ bắp mình, hoặc là khi mình làm việc xong cái cơ mình nó co thắt nhiều, hoặc là mình bị giống như chuột rút đi đó, thì cái này sẽ giảm đau rất là nhanh, hiệu quả. Và ngày hôm sau sau khi mà mình bị tổn thương cơ kiểu đó đó thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn rất là nhiều, một cái kiểu mà mình hay thư giãn kiểu truyền thống ha. Đó, cái này là keo xịt lạnh dành cho người lao động hoặc là thể thao mà bị mỏi cơ hoặc là bị căng cơ, mình có thể thư giãn sau khi chơi thể thao. Cái chai này á thì nó chỉ có 55.000 thôi, do cái này là dung tích là 25ml ha. Nó có những chai lớn hơn gấp đôi gấp ba, cô chú anh chị mình có thể chọn lựa. Rồi cái chai này nó nhỏ thì mình có thể bỏ theo ở trong túi khi mà mình chơi thể thao hoặc là mình đi xin xa được ha. Rồi vài thông tin chia sẻ cùng anh chị cô chú, có gì gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn bên Sức Khỏe 60 giây để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn.